Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong cuộc gặp gỡ với các chỉ huy quân đội ở trung tâm giải Gaza, tướng Herzi Halevi, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 10 tháng 1 cho biết, Tôi thấy năng lực ở đây và hiểu rất rõ rằng các bạn biết cách giải quyết bất kỳ vấn đề nào ở Gaza. Không có một km vuông nào mà các bạn không biết cách tiếp cận và phá rỡ. Tướng Halevi nhận định chiến dịch của IDF tại giải Gaza thuyết phục ông rằng họ có thể mở chiến dịch nhằm vào Liban nếu cần. Chúng ta đã tham chiến tại Gaza và biết cách làm điều này ở Liban nếu cần, ông Halevi cho biết. Không một ngôi làng nào ở Liban mà các bạn không thể tiến vào và phá hủy sau những gì đã làm ở Gaza. Tham mưu trưởng IDF đưa ra bình luận trong bối cảnh các trận đấu súng giữa quân đội Israel và Hezbollah, nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tại Liban, diễn ra gần như mỗi ngày từ đầu tháng 10 năm 2023. Theo IDF, 14 người Israel thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Hezbollah, trong đó có 9 binh sĩ, khoảng 188 người tại Liban thiệt mạng, trong đó có 141 thành viên Hezbollah và hơn 20 dân thường. Hezbollah tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào những địa điểm quân sự của Israel để hỗ trợ các nhóm dân quân ở giải Gaza. IDF cho biết lực lượng này mở các đợt không kích và pháo kích để phá hủy hạ tầng của Hezbollah, cũng như nhắm vào các đơn vị của nhóm di chuyển gần khu vực biên giới. Theo truyền thông Israel, một trong các cuộc không kích đã sát hại một lãnh đạo quân sự cấp cao của Hezbollah với tên gọi Wissam Antawin, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Radwan cuộc không kích do máy bay không người lái thực hiện và Hezbollah đã xác nhận tổn thất này. Cũng theo truyền thông Israel, các cuộc không kích và pháo kích của quân đội nước này còn phá hủy nhiều mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban, trong đó có các công trình và cấu trúc quân sự. Bất chấp tổn thất liên tiếp, thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Israel cùng khẳng định chiến dịch tấn công vào giải Gaza cũng như giao tranh tại biên giới với Liban sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng nữa. Trong khi đó, một quan chức cấp cao tháp tùng ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đang ở thăm Trung Đông nói với kênh tin tức NBC rằng Washington hy vọng giao tranh tại Gaza sẽ kết thúc sau vài tuần nữa. Cũng theo quan chức này, trong các cuộc gặp gỡ tới đây với giới chức Israel, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ yêu cầu Tel Aviv rút ngắn cuộc chiến tại Gaza, đồng thời tăng cường sử dụng vũ khí chính xác để hạn chế thương vong đối với dân thường. Trước sự tấn công dồn dập từ phía Israel, hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Beri ngày 10 tháng 1 cho biết, sự leo thang hàng ngày của Israel đang nhắm sâu vào các khu dân cư, dân thường và thậm chí cả xe cứu thương và các nhà báo. Kể từ khi lực lượng phòng vệ Israel IDF phát động kế hoạch quân sự chống phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza ngày 8 tháng 10, các vụ đọ súng xuyên biên giới, kể cả không kích vào oanh tạc bằng máy bay không người lái UAV giữa Israel và Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Liban, gần như diễn ra hàng ngày. Al Jazeera thống kê, cho đến nay, hàng chục dân thường Liban và 140 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa hai bên suốt hơn 3 tháng qua. Những ngày gần đây, IDF đã đẩy mạnh không kích và phóng tên lửa vào các mục tiêu tình nghi của Hezbollah sâu bên trong lãnh thổ Liban, làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ bùng phát dữ dội. Ông Najib Mikati, thủ tướng sắp mãn nhiệm của Liban than phiền rằng, dù đất nước của ông tìm kiếm sự ổn định và một giải pháp hòa bình lâu dài, nhưng chính quyền Beirut đang nhận được cảnh báo từ các đặc phái viên quốc tế về một giao tranh ở Liban. Cũng liên quan đến giao tranh tại giải Gaza, cuối năm 2023, Israel đã phải xin lỗi vì tập kích nhầm khiến một binh sĩ Liban thiệt mạng trong lúc tấn công mục tiêu liên quan đến Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, binh sĩ Israel đã có hành động tự vệ để loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng từ Liban. Mối đe dọa này được xác định nằm trong khu vực phóng và điểm quan sát của lực lượng Hezbollah gần An Awadi. Tuy nhiên, IDF sau đó được thông báo binh sĩ của quân đội Liban đã bị tổn hại sau vụ tấn công. Quân đội Liban không phải là mục tiêu của cuộc tập kích. Chúng tôi lấy làm tiếc về sự cố này, IDF nói thêm rằng đã một cuộc điều tra. Quân đội Liban trước đó cho biết, một cứ điểm quân sự của lực lượng ở vùng Adec đã bị Israel oanh tạc khiến một binh sĩ thiệt mạng và ba người bị thương. Lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại Liban, UNIFIL, nhấn mạnh quân đội Liban không tham gia các cuộc giao tranh với Israel, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt vòng xoáy bạo lực có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc cho cả hai phe. Lực lượng vũ trang Al Houthi tại Yemen đã ra tuyên bố xác nhận thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa đối hạm nhằm vào chiến hạm của Mỹ trên biển đỏ. Tuyên bố nhân danh một người phát ngôn quân sự của Houthi nêu rõ, cuộc tấn công ngày 9 tháng 1 là sự đáp trả đầu tiên của nhóm này với việc Mỹ ủng hộ kế hoạch quân sự của Israel và giải Gaza. Houthi đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các tàu Israel hoặc các tàu đến và đi từ các cảng của Israel tại Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Chừng nào kế hoạch quân sự của Israel tại Gaza vẫn còn tiếp diễn. Vài giờ trước tuyên bố của nhóm Houthi, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông Sencom cho biết, các chiến hạm của Mỹ và đồng minh tham gia sáng kiến bảo vệ an toàn hàng hải tại Biển Đỏ mang tên Người bảo vệ thịnh vượng đã bắn hạ 18 máy bay không người lái cùng 3 tên lửa chống hạm của nhóm Houthi trên Biển Đỏ. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Houthi trên Biển Đỏ kể từ khi nhóm này tiến hành cuộc tấn công đầu tiên hôm 27 tháng 11 năm 2023 nhằm gây sức ép buộc Israel chấm dứt kế hoạch quân sự tại Gaza. Phản ứng về cuộc khủng hoảng này, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken chiều qua cảnh báo rằng nước này và các đồng minh sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công của nhóm Houthi. Phát biểu với báo giới ngay khi tới Bahrain, chặn dừng chân mới nhất trong chuyến công du một loạt quốc gia Trung Đông, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ đồng thời kêu gọi Iran chấm dứt hậu thuẫn Houthi. Trước đó, giới chức Mỹ nhiều lần cáo buộc rằng Iran hậu thuẫn nhóm vũ trang ở Yemen thực hiện các cuộc tấn công trên biển Đỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom thông báo, khoảng 9 giờ tối, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái UAV cảm tử tên lửa hành trình diệt hạm và tên lửa đạn đạo. Chúng được phóng từ khu vực do nhóm kiểm soát tại Yemen và nhằm vào các tuyến hàng hải quốc tế ở phía Nam Biển Đỏ, nơi có hàng chục tàu hàng đang di chuyển. Các quan chức Mỹ cho biết khoảng 50 tàu hàng đang hoạt động ở Biển Đỏ vào thời điểm cuộc tập kích diễn ra. Thêm rằng 4 tàu chiến thuộc Liên minh Quốc tế chống Houthi do Mỹ dẫn đầu đã được triển khai tới vùng biển. Washington tháng trước đã thành lập lực lượng hải quân đa quốc gia gồm hơn 20 nước để bảo vệ hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua. Đây cũng là cuộc tập kích quy mô lớn đầu tiên của Houthi vào khu vực kể từ ngày 3 tháng 1 thời điểm Mỹ cùng 12 nước ra tuyên bố chung cảnh báo thi về hậu quả nếu không ngừng tấn công tàu hàng tại vùng biển. Theo công ty an ninh hàng hải toàn cầu Amray, các tàu chiến của Liên minh trên biển đỏ đang di chuyển với tốc độ tối đa. Thủy thủ đoàn trên một tàu chở dầu đã nhìn thấy pháo sáng hoặc về tên lửa ở vùng biển ngoài khơi Mokha. Thủy thủ đoàn trên một tàu khác cho biết đã nhìn thấy ba tàu nhỏ và hai tên lửa được bắn ra từ hướng các tàu này. Họ cũng đã nhìn thấy một máy bay không người lái bay phía trước con tàu. Hồi tháng 12 năm 2023, Nhóm Houthi đã cảnh báo rằng họ sẽ không giảm số lượng các cuộc tấn công cho đến khi giải Gaza nhận được thực phẩm và thuốc men cần thiết. Israel đã thực hiện chiến dịch ném bom quy mô lớn ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 để trả đũa lực lượng Hamas. Houthi tuyên bố tấn công các tàu thuyền trên biển Đỏ có liên quan đến Israel để thể hiện ủng hộ người Palestine và gây áp lực ngừng bắn đối với Israel. Ngày 7 tháng 1, lực lượng Houthi kêu gọi tất cả các tàu có kế hoạch di chuyển qua biển Đỏ phải thông báo trước cho lực lượng này về điểm đến cũng như phải khẳng định tàu không liên quan đến Israel để tránh bị tấn công. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, thủ lĩnh của Houthi, Mohammed Ali Al Houthi nêu rõ, mọi tàu thuyền đi qua biển đỏ cũng như eo biển Bab al Mandab nối biển đỏ với vịnh Aden hoặc biển Ả Rập cần phát đi dòng chữ chúng tôi không liên quan đến Israel. Theo thủ lĩnh Houthi, biện pháp này đơn giản, ít tốn kém, không làm phát sinh chi phí tài chính cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Bên cạnh đó, biện pháp này cũng giúp ngăn chặn nguy cơ quân sự hóa biển đỏ và không gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải quốc tế. Kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã bắt giữ tàu thương mại Galaxy Leader và tiến hành hơn 20 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân ở Biển Đỏ. Mỹ và các quốc gia đồng minh ngày 3 tháng 1 đã lên tiếng kêu gọi lực lượng Houthi ở Yemen dừng ngay lập tức các cuộc tấn công bất hợp pháp nhằm vào các tàu chở hàng ở Biển Đỏ nếu không muốn đối mặt với hậu quả. Liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ tuyến đường thương mại qua Biển Đỏ đã phát đi một thông điệp rõ ràng là yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công, đồng thời thả các tàu và thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp. Theo tuyên bố trên, lực lượng Houthi sẽ phải đối mặt với những hậu quả nếu họ tiếp tục đe dọa tính mạng, nền kinh tế toàn cầu và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường biển quan trọng của khu vực. Truyền thông đưa tin rằng, chính quyền Mỹ đang xem xét tấn công trực tiếp hầu thi nếu các cuộc tấn công trên biển đỏ của lực lượng này vẫn tiếp tục diễn ra. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 9 tháng 1 công bố kết quả điều tra sơ bộ, cho biết nguyên nhân khiến 6 lính công binh xung kích thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ nổ ở miền trung giải Gaza một ngày trước đó là do sự cố kích nổ sớm của các khối bộc phá trong đường hầm Lính công binh Israel khi đó đang cài thuốc nổ để phá hủy đường hầm của Hamas ở khu dân cư Borujerd. Họ kết nối các khối bộc phá này bằng dây nổ để kích hoạt vào thời điểm phù hợp khi tất cả lính công binh đã rời khỏi đường hầm. Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng trước thời điểm đã định, một xe tăng Israel nã phá vào tòa nhà gần đó sau khi phát hiện động thái đáng ngờ, nghi là thành viên Hamas. Một quả đạn pháo xe tăng bắn trúng cột điện, kích hoạt dây nổ gần đó dẫn đến vụ nổ dây chuyền trong khi lính công binh IDF đang làm việc trong đường hầm. Vụ nổ xảy ra gần nơi các sĩ quan Israel đang dẫn nhóm phóng viên tới xưởng chế tạo rocket của Hamas trong khu vực. Một phóng viên cho biết đã nghe thấy tiếng nổ xé toạc không khí từ đường hầm cùng cột khói bụi bốc cao. Ngoài ra, theo báo The Times of Israel, dữ liệu do lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố gần đây cho thấy số binh sĩ Israel thiệt mạng vì bị bắn nhầm hay tai nạn trong chiến dịch trên bộ ở giải Gaza chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số thương vong. Một số liệu thống kê cho thấy đã có 20 quân nhân Israel tử trận vì bị bắn nhầm hoặc tai nạn kể từ khi Israel triển khai tấn công trên bộ vào Gaza. IDF đánh giá có vô số nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn chết người, như số lượng lớn binh sĩ được triển khai, liên lạc trục trặc giữa các lực lượng và binh sĩ mệt mỏi không chú ý đến các quy định an toàn. Trước đó hồi tháng 10 năm 2023, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 22 tháng 10 thừa nhận một chiếc xe tăng của quân đội nước này đã vô ý khai hỏa và bắn trúng một đồn quân sự của Ai Cập. Tuyên bố của IDF nêu rõ, vụ việc đang được điều tra và các tình tiết đang được xem xét. IDF bày tỏ vô cùng lấy làm tiếc về vụ việc này. Về phần mình, người phát ngôn quân đội Ai Cập xác nhận một số lính biên phòng nước này đã bị thương nhẹ do những mảnh đạn pháo bắn từ xe tăng Israel, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo quân đội Ai Cập, phía Israel đã ngay lập tức gửi lời xin lỗi vì sự cố không có chủ ý và đang tiến hành điều tra. Trong khi đó, truyền thông Ai Cập khẳng định vụ bắn nhầm của xe tăng Israel sẽ không làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng viện trợ tới Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Đồn quân sự của Ai Cập nằm ở khu vực Kerem Salom, gần biên giới Israel-Ai Cập và phía nam giải Gaza sự việc xảy ra trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa quân đội Israel và phong trào Hamas ở Gaza. Theo Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Hezi Halevi cho biết, cuộc xung đột tại giải Gaza vốn đã kéo dài 3 tháng qua, sẽ có thể tiếp diễn suốt cả năm 2024 và lan sang các mặt trận khác. Ông Halevi nói rằng năm 2024 là thách thức và rằng Israel chắc chắn sẽ tham chiến tại Gaza suốt năm nay, ngụ ý rằng cuộc xung đột trên quy mô toàn diện hiện nay giữa Israel và Hamas có thể hạ nhiệt nhưng không kết thúc. Ông Halevi cũng cảnh báo về khả năng bùng phát bạo lực trên các mặt trận khác, đặc biệt là tại bờ Tây. Ông Halevi lưu ý rằng IDF sẽ gia tăng áp lực ở khu vực biên giới phía bắc của Israel với Liban, nơi họ đã giao tranh với Hezbollah trong thời gian gần đây. Ông cho biết Hezbollah đã quyết định tham gia cuộc xung đột này. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cảnh báo phong trào Hezbollah tại Liban đang đặt tương lai của khu vực vào tình thế nguy hiểm. Người phát ngôn trên khẳng định Israel sẽ kiên quyết xử lý các nguy cơ an ninh đối với đất nước.